Hey, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái video vô cùng đặc biệt. Cách đây một khoảng thời gian thì mình có làm một cái video chia sẻ là top 10 cái sneaker YouTube của Việt Nam mà mình yêu thích. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái top 10 khác, những cái sneaker YouTuber mà mình cảm thấy vô cùng tiềm năng. Đây là một cái idea rất là hay, là mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái kênh YouTube channel nhỏ mà làm về sneaker. Có lẽ là mình nghĩ là các bạn cũng chưa biết, thì mình sẽ muốn giới thiệu với các bạn ở ngày hôm nay. Mình cũng như các bạn thôi, thì mình cũng xem YouTube rất là nhiều và mình muốn coi của tất cả mọi người, từ kênh lớn cho tới kênh nhỏ, để có thể học hỏi được rất là nhiều điều của tất cả mọi người. Thì qua cái video ngày hôm nay thì mình muốn shout out cho 10 cái bạn này, những cái kênh YouTube mà mình cảm thấy rất là có tiềm năng và có thể có khả năng phát triển rất là cao. Và ngoài ra thì phần cuối video thì mình cũng có một số cái ý kiến đóng góp cho các bạn, thì mong các bạn có thể là phát triển kênh channel của các bạn hơn. Trước tiên vào video thì mình không muốn sắp xếp ai theo ai hơn ai, mà mình chỉ xếp ngẫu nhiên 10 người mà mình vào cái list này thôi. Ok, thì không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi đến nhân vật đứng thứ 10 trong danh sách này. Nhân vật đứng thứ 10 trong danh sách này là một bạn có kênh YouTube là David GR. Thì cái tên khá là tây, nhưng mà thực ra bạn này là người Việt Nam và hiện giờ thì bạn ấy đang sống ở bên Pháp. Mình biết bạn này qua một kênh Instagram và thực sự là mình cảm thấy rất là ấn tượng với phong cách ăn mặc của bạn ấy, một phong cách ăn mặc cực kỳ chất. Và khi mà mình vào mà mình nhìn kênh YouTube của bạn này thì mình cảm thấy khá là ấn tượng bởi cách ăn nói của bạn ấy khá là lưu loát, và cái cách làm video, cái cách dựng studio khá là đẹp, và mình khá là ấn tượng với bạn ấy. Nói chung là một cái kênh YouTube mà rất là có tiềm năng để mà phát triển. Thì mình hy vọng là bạn sẽ tiếp tục phát huy những cái gì mà bạn đang có và tiếp tục phát triển cái channel của bạn. Và tất cả những cái link của những cái YouTube channel này thì mình sẽ để ở phần miêu tả phía dưới nhá. Thì bạn nào quan tâm hoàn toàn có thể click vào. Ok, nhân vật tiếp theo mà đứng thứ 9 trong danh sách này là một bạn nữa ở nước ngoài. Bạn này như mình biết là ở Mỹ thì phải. Thì kênh của bạn này tên là Kevin Socola. Mình biết bạn này qua một người bạn, và cái kênh YouTube của bạn này thì cũng khá là hay. Cái cách set up rồi cách ăn làm ánh sáng rất là chuyên nghiệp. Khi mà mới click vào kênh của bạn này thì mình nghĩ là kênh của bạn này rất là chuyên nghiệp luôn. Bạn này mình nghĩ cũng là một reseller và bạn ấy cóp được khá là nhiều đồ. Cái cách dựng video, cái cách setup, cái cách làm b-roll nói chung là khá là chuyên nghiệp và mình rất là thích. Nói chung là big shout out cho bạn này và kênh của bạn này thì rất là thú vị. Hy vọng là trong tương lai thì bạn sẽ làm nhiều hơn về sneaker, tại vì hiện tại thì mình thấy kênh của bạn làm khá nhiều về Supreme. Ok, cái người đứng thứ 8 trong danh sách này là một người bạn của mình, một người anh em của mình mà mình đã từng gặp ở ngoài rồi khi mà mình đi sneaker con Atlanta. Đó là AT Lee. Thì bạn này tên là Tuấn và hiện giờ đang sinh sống ở thành phố Atlanta. Thì kênh của bạn này cũng khá là thú vị và tất cả những video bạn quay thì đều là quay bằng điện thoại hết. Bạn này cũng là một sneakerhead và cóp được rất là nhiều những đôi giày hit. Ngoài ra thì bạn ấy còn làm một số vlog về đời sống nữa. Nói chung là cũng khá là hay. Các bạn nên check it out bạn ấy. Ok, người đứng thứ 7 trong danh sách này là một bạn đến từ Úc. Kênh của bạn này tên là Bron Nguyễn. Mình biết bạn này qua Instagram. Mình và bạn ấy cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Thì bạn này thì chuyên về giày bóng rổ và bạn ấy đã từng hỏi mình là nếu mà anh có làm sneaker battle về giày bóng rổ thì đừng quên em. Chắc chắn là trong tương lai khi mà mình làm một cái sneaker battle về content về giày bóng rổ thì chắc chắn mình sẽ mời Bron Nguyễn rồi. Bạn này là một bạn trẻ và cũng là một sneakerhead. Bạn ấy sưu tập rất là nhiều giày. Kênh của bạn ấy cũng khá là chuyên nghiệp. Nói chung là một cái kênh rất là có tiềm năng và mình hy vọng là trong tương lai thì kênh channel của bạn sẽ phát triển hơn. Ok, người đứng thứ 6 trong danh sách này là một bạn YouTuber đến từ Việt Nam. Nãy giờ nói về nước ngoài nhiều rồi. Kênh của bạn này là Khèo Chủ Tịch. Bạn này là một bạn người miền Trung. Cái ấn tượng đầu tiên của mình là cái giọng của bạn ấy khá là khó nghe, nhưng mà khi mà xem một thời gian rồi thì mình cũng dần dần mình hiểu. Tại vì mình cũng hiểu, mình cũng muốn làm một cái dạng kiểu như bạn, tức là nói chuyện không dễ để nghe nhưng mà khi mà xem nhiều rồi thì sẽ dần dần quen. Cái content của bạn ấy rất là gần gũi với cả tất cả những bạn ở bên Việt Nam, tại vì bạn ấy sống ở bên Việt Nam và cách mà sống rồi cái cách mà tìm hiểu về sneaker nó thực tế hơn so với những cái người ở nước ngoài như mình, và mình cũng cảm nhận được cái điều đó. Thì ngoài việc làm về sneaker ra thì bạn ấy còn làm về rất là nhiều content về outfit, về quần áo, về săn đồ second hand, nói chung là rất là thú vị. Thì nếu mà bạn quan tâm thì hoàn toàn có thể check it out kênh của bạn ấy. Ok, người đứng thứ 5 trong danh sách này là một người ở bên Nhật. Nãy giờ mình đưa các bạn đi vòng quanh thế giới luôn, từ bên Pháp sang bên Úc sang bên Mỹ rồi về Việt Nam rồi bây giờ qua Nhật. Kênh này của một người mà cũng khá là lớn tuổi rồi, có lẽ là lớn tuổi nhất trong cái list này luôn. Một người bạn mà đã từng xuất hiện trong video sneaker battle Air Max của mình rồi, đó chính là Duy. Mình tên là Duy nhưng mà mọi người cứ gọi mình là Ri cũng được hoặc là Râu gì đó cũng được. Thì kênh của Duy tên là Ri Râu. Ri là R chứ không phải là gì. Thì kênh của bạn ý thì tất nhiên là nói về sneaker rồi và chuyên về dòng giày Air Max. Ngoài ra thì còn những cái video nói về cuộc sống ở bên Nhật nữa. Cũng có nhiều video mà khi bạn ý đi về Việt Nam du lịch và bạn ý cũng quay nữa. Nói chung là rất là nhiều những cái video về sneaker. Nói chung bạn này là một YouTuber làm rất lâu năm rồi,
quen biết Snoopy, quen biết Fat Toshiro, tất cả chơi chung, nhưng mà kênh của hai người kia thì nổi tiếng mà kênh của Duy thì không được nổi lắm. Thì mình muốn các bạn support Duy, tại vì Duy cũng là một vlogger nói chuyện rất là dễ thương mà có vẻ như là hơi hiền hay sao, thiếu một chút cá tính hay sao mà không được nhiều người quan tâm lắm. Thì các bạn nhớ ủng hộ Duy nếu mà bạn thích Emax, chắc chắn là các bạn sẽ thích những cái content của Duy làm. Ok, người thứ tư trong danh sách này là một người đến từ Canada, vòng quanh thế giới qua đến Nhật bây giờ lại quay lần này. Thì bạn này có kênh YouTube tên là Lê Huy Đỗ. Thì mình tình cờ biết bạn này qua hình như là Facebook thì phải. Cái ấn tượng mà mình biết từ bạn này đó chính là một cái video custom về đôi Paranoid. Thì trước đây mình đã từng làm cái content liên quan đến việc custom một đôi giày Paranoid rồi. Và bạn Huy này cũng có một cái video custom về đôi Paranoid. Và ngay sau khi mình xem cái video đó thì thực sự mình thấy mình cúi bắp vãi. Người ta custom đẹp là đẹp, chuyên nghiệp ra làm sao thì mình custom nhìn chán hay là chán. Nhưng mà dù sao thì mình cũng ra được phiên bản not bad. Thì quay trở lại với Huy thì kênh của Huy là một kênh review về giày. Và Huy cũng là một sneakerhead. Huy sống ở Canada và ngoài ra thì Huy còn rất là nhiều những content về custom giày rất là thú vị và mình cực kỳ thích. Chúc channel của Huy tiếp tục phát triển và các bạn nhớ là support Huy nhé. Ok, người đứng thứ 3 trong danh sách này là một người bạn mà mình cũng hay nói chuyện thời gian gần đây. Đó chính là Ven và kênh của Ven là Ông Mê Giày. Thì lần đầu tiên mà mình biết đến cái kênh này là mình cũng không nhớ là như nào nữa. Nói chung là mình vô tình mình vào được cái kênh YouTube của bạn này và cảm thấy rất là ấn tượng về những cái hình ảnh mà cái kênh setup từ avatar cho tới cái cover photo cho tới những cái thumbnail. Phải nói là vô cùng chuyên nghiệp và mình cực kỳ thích. Ngay cả cái intro, cái intro cũng rất là đẹp nữa. Nói chung là Ven cũng là một sneakerhead ở bên Việt Nam. Và Ven thì nghề của anh ta là phi công và anh ta có điều kiện đi travel vòng vòng. Ven cũng là một người cũng khá là đứng tuổi rồi, cũng tuổi cũng khá là lớn so với những cái bạn ở trong cái video này. Nói chung là big shout out to Ven, một cái kênh channel mà deserve được rất là nhiều người quan tâm hơn nữa. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ check it out kênh của Ven và thích cái video của Ven làm. Ok, tiếp theo là người đứng thứ hai, một cái kênh YouTube channel mà mình nghĩ là khi mà mình xem cái video của bạn này thì mình nghĩ ngay tới một người, đó chính là thằng Nguyễn Tiến Dũng. Phải nói là bạn này y hệt thằng Dũng luôn. Mình cảm thấy có một điểm rất là chung giữa mình, bạn này và thằng Dũng, đó chính là cái vibe của cái video nó là vô cùng giống nhau. Và thật vô tình là cả ba người đều xài chung một máy, đó chính là máy Sony A7 Mark III. Thì cả ba anh em đều xài máy giống nhau. Quên mất kênh của bạn này là Phan Đức. Đầu tiên cái ấn tượng của mình về bạn này là phải nói là nói chuyện rất là hay, rất là lưu loát, rất là rõ ràng. Và cái cách setup video, cách edit video nói chung là vô cùng tiềm năng. Cái duy nhất mà mình phàn nàn mình nói với Đức đó chính là ra nhiều video hơn nữa. Mình có nói với Đức từ rất là lâu rồi là kênh còn nhỏ thì cố gắng ra nhiều, càng nhiều video càng tốt. Tại vì thời gian đầu khi mà nhiều người không biết đến mình thì mình quan tâm về số lượng nhiều hơn là về chất lượng. Ví dụ như là thay vì thời gian mình bỏ ra để mình chăm chút cái video quá nhiều, thay vào đó thì mình sẽ quay một cái video khác và mình sẽ ra được nhiều cái content khác hơn. Thì sẽ tạo lên một cái giống như là một cái gì nhỉ, cái bộ sưu tập. Khi mà click vào kênh của mình thì mình sẽ nhiều cái video để mà thu hút người ta hơn. Ý của mình là như vậy. Mình hy vọng là kênh của Đức sẽ phát triển hơn. Tại vì kênh của Đức mình phải nói là một trong những kênh mà hợp gu với mình nhất và mình cảm thấy vô cùng thích. Và mình hy vọng là kênh của Đức sẽ vô cùng phát triển trong tương lai. Ok, là người cuối cùng mà mình muốn mention ở video ngày hôm nay chính là Sneakerman. Mình biết kênh của bạn Sneakerman này như cũng qua Facebook thì phải. Cũng có tham gia cái group là hôm nay bạn mang gì thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái lần đầu tiên mình click vào channel của bạn này thì phải nói là vô cùng ấn tượng luôn. Một cái video mà phải nói là mang tiêu chuẩn quốc tế, một cái kênh channel vô cùng chuyên nghiệp. Và khi mà xem video của bạn này thì mình nhớ ngay đến kênh của một YouTuber cũng của nước ngoài luôn, đó chính là Sean Go. Phải nói là vô cùng chuyên nghiệp, quay rất là đơn giản, chỉ có top down thôi nhưng mà nói chuyện vô cùng hay và những cái content vô cùng chất lượng. Hơn nữa có một cái giọng rất là đặc biệt. Đầu tiên khi mà mình mới xem mình tưởng là mình đang xem kênh phê phim, tại vì mình thấy trong cái team của phê phim thì có một cái giọng của một anh vô cùng giống giọng bạn này. Và phải nói là lúc đầu mình tưởng là cái anh đấy làm một cái channel khác về sneaker nhưng mà mình nghĩ là không phải. Nói chung là một cái kênh channel mà mình cảm thấy là vô cùng chuyên nghiệp và mình đánh giá cực kỳ cao. Thì đó là 10 cái kênh YouTuber mà mình muốn shout out cho các bạn ngày hôm nay. Mình hy vọng là kênh của các bạn sẽ phát triển hơn và đừng bao giờ bỏ cuộc. Cái khoảng thời gian lúc đầu khi mới làm YouTube thì vô cùng khó khăn. Trước đây thì mình cũng như các bạn làm vô cùng khó khăn và chỉ có những video mà không ai xem, nhưng mà hãy kiên trì, tại vì cuộc chơi này thì mới chỉ bắt đầu thôi. Và mình tin rằng khi mà các bạn xây dựng được một cái lượng người xem nhất định rồi thì
Sau đấy thì mình nghĩ là cái kênh của bạn sẽ phát triển một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Tại vì cái thời gian đầu thì sẽ rất là khó khăn, nhiều lúc là các bạn sẽ từ bỏ. Nhưng mà mình tin là lời khuyên của mình là các bạn đừng nên từ bỏ và hãy tiếp tục chăm chỉ ra video thì nhất định là thành quả sẽ tới. Đó thôi, thì qua video ngày hôm nay thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ những cái kênh YouTuber nhỏ. Tại vì những cái kênh YouTuber về sneaker nhỏ này thì cần nhiều người support hơn để có thể là làm động lực cho họ để tiếp tục ra những cái video. Cái cộng đồng sneaker Việt Nam thì còn rất là nhỏ và cần rất là nhiều những cái YouTuber như thế này để tiếp tục có thể cùng nhau phát triển. Và mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục phát triển cái kênh channel của các bạn. Ngoài ra thì còn khá nhiều những cái kênh YouTuber khác mà mình chưa tiện làm nêu lên ở đây. Có thể là một số lý do là mình chưa có biết đến kênh channel của bạn. Qua đây thì mình chỉ muốn giới thiệu 10 kênh YouTuber mà mình biết thôi. Còn ngoài ra thì còn khá nhiều cái kênh YouTuber mà mình chưa hề biết tới nữa. Thì mình thấy mà bạn nào mà có kênh YouTuber về sneaker hay thì hoàn toàn có thể là chia sẻ với mình ở phần comment ở phía dưới hay suggest cho mình, thì mình hoàn toàn có thể check it out. Tại vì mình rất là thích xem những cái kênh YouTube của Việt Nam làm về sneaker để mà mình có thể học hỏi thêm được từ các bạn. Ok, thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ở video ngày hôm nay. Thì qua cái video ngày hôm nay thì mình hy vọng là các bạn có thể là biết thêm nhiều hơn về sneaker Việt Nam. Có rất là nhiều kênh YouTuber khác ngoài những cái kênh quá là nổi tiếng như kiểu là Fable Nguyễn hay là Duyệt Sneaker hay là Nguyễn Tiến Dũng gì đó. Nói chung là còn rất là nhiều kênh khác mà mình nghĩ là các bạn nên quan tâm hơn. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ video ngày hôm nay. Thì bạn thích cái video này thì nhớ là like and share. Ngoài ra thì đừng quên subscribe channel của mình, nhớ bấm cái chuông để cập nhật những video mới nhất mình up lên. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Peace out.